xuân ghé vào trái tim cho nỗi buồn còn lại cùng mùa đông tan biến trời xa. Xuân ghé vào từng nhà thờ ươm ca vòng ước mơ cho trái tim mà cười cùng mùa xuân rào khắp phố nhà. Xuân nhớ chúng ta đường ta đi có nhiều gian khó ta vẫn bước qua vì tim ta thắp sáng bình minh. Xuân nhớ chúng ta mùa xuân sang thắp đầy mơ ước ta chúc với nhau mùa xuân sang lòng ta muốn bình an. Một năm qua với bao sầu lo hãy bên nhau vượt qua gian khó. Xuân đến nước muốn ấm no phố phường lấp lánh sắc hoa dịu dàng. Chúc an gia tài lộc ngập tràn công thành danh toại thịnh vượng an khang gia đình hạnh phúc đồng hoàng quý sang năm mới rộn ràng niềm vui. Từ từ nha bác. Sướng chưa? Vô cũng có người dìu, xong cái ra cũng có người dìu. Thì ghê thiệt chứ. Làm gì nó đâu. Nhỏ nó tự nguyện. Ông mà con bé nó tỉ mỉ, chu đáo lắm nha ông. Tôi là tôi chịu chịu rồi đó. Tôi nhìn tôi biết mà. Nhỏ nó chịu khó. Thì đó. Nặng dày mà nó dìu dắt được cũng hay. Ý ông là tôi mập đó hả? Thấy sao nói vậy người ơi. Quỷ à. Con. Dạ. Bác nói nè. Con là con gái á thì con phụ cái gì bác trong sức của con thôi. Chứ con kè kè bác hoài mất sức của con lắm đó nha. Không có sao đâu bác. Hồi đó ngoại của con bị bệnh, nằm trong viện một tháng. Mà hả? Con lo cho ngoại con hết luôn. Hả? Dạ. Nên bác cứ yên tâm. Đó. Nó nói vậy bà yên tâm chưa? Mai mốt bà có nằm viện á, nó chăm sóc cho bà 3 tháng. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Vô duyên à. Tự nhiên đi trù ẻo người ta. Không phải. Ý tôi nói là nó có cái duyên trời định á. Bà hiểu không? Hiểu không? Tự nhiên trời khiến cho bà vấp ngã, xong để cho nó dìu dắt đấm bóp bà đó. Tôi không biết duyên trời định gì mà tôi thấy tôi té cũng đau lắm á. Vậy cho bà biết đá biết vàng. Cứ mỗi lần tôi bị cái gì chút xíu cái bà nói trời ơi bị chút xíu mà thăng vãn thăng vãn. Biết rồi nó hoài à. Mọi người ơi. Cháo xong rồi. Cháo gì vậy dì? Dì của con nấu cháo gà đãi cả nhà đó. Cháo gà? Trời đất ơi. Cái món mà tôi thích ba cũng thích mà chồng cũng thích nữa đúng không? Thích. Bà thấy chưa, niềm vui của bà được nhân đôi rồi đó. Thằng Điền nó thụ động quá nên khó làm ăn. Em tác động thêm đi. Nếu nó mà không hành động bây giờ á thì kiểu này khó lắm. Anh Thiên về tấn công, còn Điền á thì muốn giữ hòa khí. Trúng ngay dịp Tết, với lại đối thủ là bà con xa nữa. Em thấy Điền nghĩ vậy cũng không có gì là lạ hết. Chà, hồi này tâm đầu ý hợp dữ ha. Biết thông cảm cho nó luôn ha. Thì trước giờ anh nói phải tùy cơ ứng biến mà. Có điều mình ứng biến gắt quá thì cũng khó coi. Mà anh có công nhận, bị khiêu khích tới vậy mà vẫn bình tĩnh đâu phải dễ đâu. Nó cũng đáng khen. Nhưng mà thật ra anh chỉ muốn góp ý thôi. Cái thằng thất bại như anh nói ai mà nghe. Sao anh nói vậy? Ý của anh là đúng.
Em chỉ nói á, là trong trường hợp này Điền chỉ nhún nhường đi giữ hòa khí thôi. Giữ hòa khí để sau này mở làm thiệt thì dễ hợp tác hơn. Tại hai hổ đang điên, chứ bình tĩnh lại ổng sẽ hiểu á, cái ngành này hợp tác sẽ tốt hơn đối đầu. Mà thôi, mai hết tour rồi, mùng năm mình đi phượt nha. Ừ. Ủa mẹ, làm việc hả con? Dạ. Gì mẹ? Con. Dạ. Lân. Ừ? Con nói gì với anh Thảo chưa? Ừ? Không mẹ, sao mẹ hỏi hoài vậy? Sao mẹ thấy con không có lo gì hết ráo à? Sao biết con không lo? Nhưng mà mẹ làm ơn đừng có hỏi nữa. Lỡ người ta nghe được, người ta cảm thấy không thoải mái. Cái gì? Không thoải mái hả? Vậy là con hỏi rồi đúng không? Rồi nó trả lời sao? Kể mẹ nghe coi. Thôi mà mẹ. Con mà không nói á là mẹ đi hỏi nó vậy. Từ từ, mày làm gì dữ vậy? Nói đi, không nói đi á. Hỏi rồi. Nói cho mẹ nghe bình đi. Bình tĩnh. Ừ. Nó nói sao? Nó chịu không? Nó thì... ừ chứ hả? Sao? Dạ, con hỏi xong rồi á. Cổ chỉ trả lời một tiếng thôi à. Nó chịu đúng không? Không chịu. Sao không chịu? Không thì... chịu là thì... sao? À, hay là tại vì do lúc đầu mẹ cản đúng không? Cho nên là nó tự ái đúng không? Nhưng mà cái cách của con hỏi nó đó là con có chân tình không? Có chân tình không? Hay là cái cách con thể hiện sao? Nhiều khi nó nghĩ con nói giỡn đó con. Trời ơi, sao mà giỡn được mẹ? Con rất là nghiêm túc. Trước giờ mẹ cũng biết con có bao giờ đùa giỡn mấy cái chuyện tình cảm đâu. Bữa đó con hỏi cổ á, là con hỏi trong sân chùa ngay đêm giao thừa nữa, thì làm sao mà dám giỡn hả mẹ? Trời ơi, con nghiêm túc quá vậy. Con tỏ tình con phải tìm nơi lãng mạn nào đó đẹp, chỉ có hai đứa thôi. Con lôi con nhỏ vô trong sân chùa, người ta đi chùa quá trời vậy đó, rồi con tỏ tình sao mà nó chịu được. Trời ơi, tỏ tình cái đêm giao thừa mà trong chùa nữa, nó từ chối cái thôi chết rồi, xui cả năm rồi. Chết rồi. Vậy năm sau mới được tỏ tình hả mẹ? Trời, phun nước miếng nó lại nghe. Có đứa con trai à, đừng có nói vậy. Phải làm sao cho được liền, được liền, chứ không có thể nào đợi tới năm sau được nữa hết á. Con, mẹ thấy con Thảo nó được á, mẹ khoái nhất là cái tánh của nó. Thấy chuyện bất bình là ra tay cứu giúp, thấy chuyện mà không hài lòng vừa mắt là nó làm cho tới nơi tới chốn thì thôi. Mẹ khoái cái tính của nó, còn ráng đi, được không? Mẹ khoái vậy hả? Mẹ khoái. Chứ sao hồi đó mẹ nói là mẹ không thích cái tính đó. Cái tính đó về lấy con trai của mẹ xong rồi nắm đầu con trai của mẹ luôn mà. Thôi mày ơi, thì hồi đó mẹ nói vậy thôi. Còn bây giờ á, mẹ thấy cái tính con trai của mẹ rồi, nó cần phải có một đứa nắm đầu như vậy đó. Trời, mẹ có phải mẹ của con không vậy? Chính chủ đó nha. Trời, công nhận con dâu tương lai của bà chụp hình đẹp thiệt chứ. Trời, chụp đúng xong ơi, tôi với bà y chang như tướng phu thê vậy. Nhìn giống dễ sợ. Nói như không vậy đó, thì tôi với ông vợ chồng mà sao không số phu thê nữa. Nhưng mà ông coi nè, cái chân tôi ngắn ngủn mà, nó kéo làm sao mà cái chân tôi dài thòn hay vậy ta. Cái đó là nghệ thuật. Là cái gì? Tôi với bà đứng sát bên nhau, rồi nó ở đâu mà biết không? Dưới đất đúng không? Đúng rồi, nó nằm sát dưới đất á. Nó đặt cái máy lên vậy nè. Đó, bà hiểu không? Đặt cái máy thấp, chụp thấy con người mình cao sang. Trời ơi, hay vậy? Còn bà muốn bà thấp hơn người bình thường không? Thấp hơn bình thường thì bữa sao? Bữa nào bà đứng đó đi, tôi lên đột vừa, tôi chụp xuống, bà còn có nhiêu đây. Rồi ông leo tránh đi. Chụp xuống rớt bể màn hình, điện thoại hư hen. Ý tôi nói vậy á, cho nên chụp ba cái kỹ thuật này á, con dâu tương lai của bà nó rành. Đúng rồi đó ông. Tại sao cái bụng tôi thon vậy mà trong khi tôi vậy ta? Hả? Lúc nó chụp nó kêu bà nín thở, hóp bụng vô đúng không? Đúng rồi. Tôi cũng vậy. Ủa vậy hả? Làm vậy mình thon gọn hả? Thon gọn. Ngoài ra nó về, nó còn dùng kỹ xảo gì trong điện thoại á. Nó bóp hình mình lại, thấy người mới nhon lắm. Trời đất ơi, sao mà hay dữ vậy ta? Nhỏ này giỏi nha. Giỏi không? Vậy là bà ưng ý con dâu của bà rồi đúng không? Đẹp quá à. Không nhờ con dâu nó chụp, chắc bà đẹp được vậy à. Chân dài đã quá.
Thằng Long nó nói vậy hả? Thằng Long nó nghị lực, quyết đoán lắm. Điền biết tính của nó cứng cỏi mà, thế nào cũng gầy dựng lại được cho coi. Mai cũng hy vọng là vậy. Mà Mai thấy lời của anh Long nói cũng có lý lắm á. Điền không thể nào tiếp tục nhịn được nữa. Điền biết rồi, Điền sẽ suy nghĩ nghiêm túc về chuyện này. Mình đó phải nhân thời cơ này phản đòn cho bên kia bất ngờ chứ Điền. Chuyện mà hôm bữa Điền bàn với Mai sao rồi? Hồi nãy Mai cũng có nói với anh Long rồi. Mai quyết định sẽ phụ Điền trong thời gian đầu. Ồ, quyết định vậy ha. Vậy thì tốt quá. Có Mai quán xuyến tất cả mọi chuyện thì Điền cũng yên tâm nữa. Vậy qua Tết mình đăng ký giấy phép ha. Rồi mình sẽ lập kế hoạch đàng hoàng. Nhà của người ta, người ta chưa khách, thiệt tình cũng khó đuổi lắm. Bây giờ vậy nè, mày không khiến cho chủ nhà đuổi khách được á, thì mày khiến khách tự bỏ đi, hiểu không? Sao được anh hai? Hôm nay cũng làm biết bao nhiêu chuyện rồi, có ăn thua gì đâu. Trời ơi, thì người ta mới có câu là thua keo này, bay keo khác. Mày phải nghĩ cách chứ. Ôi, em nói thiệt với anh hai, hôm giờ em cũng mối tim dắt ốc ra, nghĩ liên hoàn kế rồi. Giờ cái đầu em nó nghĩ ra gì hết trơn á. Anh hai biết không, hổm cái vụ mà chứ quan giá quả nó cấp bưởi á, là cái đòn mà trí tuệ nhất của em luôn rồi đó. Trí tuệ nhất luôn hả? Đó, qua cái đòn đó tao thấy mày có tiến bộ. Tao có lời khen ngợi cho sự tiến bộ của mày. Mày tiến bộ lắm á. Bây giờ vậy nè, mày tìm cách á, mày thổi lỗ tai sao cho khách bỏ đi. Để khi mà khách kéo vali ra khỏi nhà, mày chụp hình lại rồi mày tung hê lên mạng. Đó, lúc đó là người ta sẽ tin là tụi nó là làm ăn không có uy tín, không có chất lượng, nên người ta phàn nàn, người ta buồn phiền, ta bỏ đi thôi, hiểu không? Chắc hùng anh hai, chắc xong chắc. Được rồi, anh hai biểu sao em làm vậy, nhưng mà có gì anh hai chịu trách nhiệm đó nha. Mày học cái tánh lèm bèm từ lúc nào vậy? Đi nhanh đi, mệt quá. Đi đâu mà làm gì anh hai? Trời ơi, hồi nãy giờ tao nói mà mày vẫn không hiểu hả? Mày nói là mày có liên hoàn kế mà đúng không? Đúng rồi. Mà mày không đi là tao liên hoàn cước mày nghe mày. Nghe mày. Chanh đi con. Dạ. Tốt lắm á. Dạ. Người ta nói uống nước chanh giúp cho em bé khỏe khoắn, có vitamin C, da đẹp. Hai mẹ con sẽ có nhiều đề kháng. Ngon không? Dạ ngon quá. Con cảm ơn cô. Từ hồi về đây con được uống nước trái cây thỏa thích luôn. Mai mốt con đi rồi không có uống nữa chắc con nhớ lắm. Không sao, để cô gửi cho. Con cho cái địa chỉ đi, rồi cô kêu thằng Lân á, nó đem trái cây tới nhà cho con uống. Nó đem lên đem về cho ngựa quen đường cũ, để mốt nó đón con về nhà chơi. Dạ. Thảo nè. Dạ. Từ lúc con về ở đây tới giờ á, cô có làm gì cho con buồn không? Nếu thật sự có thì con bỏ qua cho cô nha. Dạ không có đâu cô. Cô đâu có làm gì con buồn đâu. Tại vì cô nghe thằng Lân nó nói á, nó hỏi con là bạn gái của nó, mà con không có chịu, nên cô nghĩ là chắc tại cô quá. Con thấy vậy con dội ngược á. Dạ không phải đâu cô. Lúc đó con mới tới đây có mấy ngày à, con chưa có quyết định gì cho bản thân con, thì làm sao con dám nhận lời quen một người. Con cũng không muốn người khác nghĩ con bám víu. Đâu phải mình rơi vô hoàn cảnh là mẹ đơn thân thì mình có thể nắm bắt bất cứ bàn tay nào xòe ra. Con nói cũng có cái lý của con. Cô khoái con ở chỗ đó lắm. Mà con có chút xíu nào, một chút xíu nào cũng được, tình cảm nào của con với thằng Lân không? Chút xíu thôi cũng được. Con chịu, con ưng một cái đi. Là cô ra viên cái, cô đi lên gặp mẹ con nói chuyện, cái mình làm đám hỏi đám cưới liền. Kệ, cứ một được hai, mình lời chứ có lỗ gì đâu mà lo. Cái đó con thấy anh Lân là người hiền lành, thật thà, là một người tốt. Con không muốn chàng ràng làm khổ ảnh.
Anh xứng đáng với người con gái tốt hơn con. Trời ơi, miễn con thấy nó hiền lành, nó dễ thương là được rồi. Còn chàng ràng con cứ chàng ràng đi, không có sao hết á. Cứ chàng ràng thoải mái. Thôi, đừng có khóc ảnh hưởng tới em bé. Uống miếng nước đi con. Dạ. Thiệt ra làm khổ hay không á, không phải là do con nghĩ, mà con hãy hỏi thằng Lân, nó thấy là con có làm khổ nó hay không. Chứ còn nó không thấy vấn đề gì thì có nghĩa là không có chuyện gì xảy ra hết, không có thành vấn đề gì hết. Con phải hiểu một điều là cái thai này nó không phải là tảng đá cản đường con đâu. Con đừng có tự xem thường bản thân mình chứ. Nếu mà con thương thằng Lân thiệt sự thì những cô gái khác dù có giàu nè, có đẹp nè, có xinh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào so sánh với con được. Cho nên cuối cùng á, con vẫn phải coi bản thân của con là con có chấp nhận thằng Lân của cô hay không thôi à. Sao, con chịu nó không? Dạ con. Ê, kém mày mệt nhưng mà vui nha. Nè, đúng rồi đó. Lên đi, vui nhưng mà tao đau nha. Vậy thôi. Ê, vui vui. Ê, 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 tụi bay cho tao ngồi dính vô luôn á. Làm lại, làm lại. Thôi, hồi nãy mới kêu đau mà. Nghỉ chơi đi, chứ làm gì nữa. Vui nha. Trời ơi, đó giờ đâu chơi mấy này đâu. Giờ chơi được thấy thú vị dễ sợ luôn á. Nhưng mà công nhận nha, về quê ăn Tết thấy không khí trong lành ghê luôn á. Nào giờ mình đi nước ngoài không, đâu có được cái cảnh yên bình như vậy đâu. Mặc dù hơi nóng xíu nhưng mà vui. Hứa nha cha nội. Mặt tao vậy chứ gạt mày hả? Anh cứ để em. Lần đầu tiên được trải nghiệm ăn Tết ở miền quê, tao thấy cái Tết này đúng thiệt là cái Tết ý nghĩa. Đúng rồi đó. Đỉnh vui luôn á. Chơi nữa đi. Chơi tiếp đi. Mày đưa. Ủa anh gọi tụi em hả? Ừ. Bộ mấy đứa bên nhà anh Điền đúng không? Ừ, dạ. Ăn Tết miệt vườn đồ hen. Mấy đứa biết vụ nay mai á, nhà nó bị giam hộ khẩu, hết mà ngăn không? Ủa, sao bị giam hộ khẩu vậy anh? Nghe đâu cái tội mà ngăn, không xin giấy phép đàng hoàng, làm chui, làm ảnh hưởng hàng xóm. Phiền quá. Trời ơi, gì ghê vậy. Cũng tại mấy người khách kia có ở lì. Mấy đứa bây giờ muốn cứu anh Điền không? Cứ bằng cách nào anh? Mấy đứa chỉ việc đi về Sài Gòn liền. Mấy đứa mà ở ngày nào càng lâu á thì tội thằng Điền nó nặng chừng đó. Anh nói cho hay đó, mấy đứa không tin thì thôi. Anh nói nghe, mà có đi á phải đi lén lút. Hả? Đi lén hả? Lén lút chứ để thằng Điền nó thấy á, nó giữ lại. Mấy đứa ở lại tội càng nặng thêm. Cũng vậy à? Dạ, nghe sao? Lời anh đi, anh không có gạt mấy đứa đâu. Ủa sao vậy? Anh đi nghe, ăn Tết vui vẻ nha mấy đứa. Dạ, tụi bay, tụi bay. Hả? Cái thằng cha này đáng nghi lắm. Nghe tao nè, đừng đi, ổng đang hù mình á. Như cái vụ anh Điền chưa có giấy phép, chưa đóng thuế là thiệt đó. Tao nghe rõ ràng mà. Chưa lập doanh nghiệp, mới làm thử thì lấy gì mà đóng thuế. Dù sao cũng còn có mấy ngày nữa à. Người ta đã nói vậy rồi, không có đơn giản đâu. Đi 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 đi. Đúng rồi đó, mình mà ở nhà anh Điền bị liên lụy là mệt lắm luôn á. Hay là giờ mình đi đi, rồi mình để tiền lại cho ảnh. Trời, xui quá à. Đi về đi, đang vui là mất hứng à. Đi. Đi về. Lẹ đi. Nhỏ thôi. Mấy đứa đi chơi về rồi hả? Dạ. Dạ. Lại đây. Chị cho mỗi đứa miếng củ hủ dừa gặm nè. Thử dạ, đi. Em cảm ơn chị. Nè. Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Làm gì mới vui như Tết và mặt yếu xìu vậy? Dạ, không có gì đâu chị. Nói thiệt nha, nhà có mấy cưng ra vô quen rồi, nay mai về nhớ lắm luôn á. Ủa, làm gì mặt đứa nào đứa nấy buồn thiêu vậy? Chị Mừng ơi, tụi em có làm gì có lỗi với chị, với bà, chị bỏ qua cho tụi em nha chị. Nói như sắp về tới nơi vậy.
mà còn mai với mốt nữa là hết rồi. Mà mấy đứa có làm gì cho chị với bà buồn được đâu. Ủa, mà bữa nay mấy đứa làm sao á? Dạ không có gì đâu. Thôi tụi em đi rửa dạ. tay rửa mặt nha chị. Tụi em đi vô đi, nha chị. Đi đi. Nè mấy đứa. Dạ. Chết rồi. Sao giờ? Ba đứa đi đâu vậy? Tiền em để trong phòng á. Biết lắm mà. Hồi nãy giờ coi bộ lén la lén lút là tôi nghi rồi. Viết tâm thư để lại rồi trả tiền phòng sòng phẳng he. Mấy đứa muốn về á thì nói anh lấy xe máy đưa mấy đứa ra lộ lớn, chứ mấy đứa kéo vali đi kiểu này biết bao giờ mới tới. Mà anh hỏi thiệt nè, bộ tụi em chưa muốn về phải không? Đúng dạ. không? Chưa muốn về. Mắc gì kéo vali gì đi ăn trộm vậy? Nói chị nghe coi, đang ở vui sao tự nhiên muốn về? Dạ, do ông kia nói tụi em ở đây anh chị bị xả phạt, sau này khó làm ăn, chính tụi em là người ảnh hưởng tới anh chị á. Trời đất, ý là mấy đứa lo cho anh chị bị phạt á hả? Dạ. Dạ. Trời, thiệt tình, tội nghiệp không? Cái chuyện phạt hay không phạt á là anh chị chịu, nhưng mà anh chị đã hứa với mấy đứa là cho mấy đứa chơi tới hết mùng 3 thì anh chị phải giữ lời hứa. Đó là trách nhiệm của anh chị. Còn bây giờ kéo vali vô ở tiếp, không ai dám làm gì mấy đứa đâu. Thì hả anh, thiệt hả trời. Thiệt thiệt. Ở lại đi, chị còn nhiều món ngon đãi mấy đứa lắm. Đã vậy thì thôi mình ở lại đi. Phạt thì phạt, rồi mình đi du lịch mà có đâu sợ. Đúng rồi. Làm gì phải sợ. Thì bây giờ bán đồ vô đây. Vô. Thấy thương ghê chưa? Thiệt tình, muốn yên ổn làm ăn mà cứ phá hoài, rảnh quá chịu không nổi hay sao? Còn một chút xíu nữa là tụi nó bỏ về rồi. Cũng hên là kịp chụp hình quay phim lại rồi, không là về ông Hai Hổ ông chửi nữa. Thua bên này qua bên kia mình phá tiếp. Cưng. Dạ. Cho anh hỏi thăm coi. Dạ. Hôm rồi em ở bên nhà ăn mai phải không? Dạ đúng rồi anh. Sao anh? Dọn đồ đi liền. Ủa sao phải dọn đồ? Anh nghe trên xã đang có cái kế hoạch là sẽ phạt thật nặng những cái gia đình nào mà lách luật á, giả làm hôm tây để chứa khách mà không có giấy phép hoạt động. Vậy ai chứa khách là bị phạt nặng lắm ha anh. Đúng rồi. Mà em đâu phải là khách đâu. Giỡn hoài. Nè, em biết anh không? Dạ không. Anh cũng đâu biết em đâu. Tụi mình đều là những người xứ lạ đến đây để du lịch, đúng không? Chẳng qua anh nói cái này á là để muốn giúp cho em, cũng giúp cho nhãn mai thôi, đúng không? Chứ hả, để xã người ta biết ha, biết là mình ở trá hình đồ ha, là người ta phạt nặng khỏi ăn Tết luôn, xui xẻo cả năm luôn. Anh tốt quá. Nhưng mà phải chi em là người dân á, làm dọn đồ đi liền. Tại em lỡ mê con trai của chủ nhà, tụi em đang quen nhau, ra duyên rồi tụi em cưới nhau rồi đó. Gì? Em nói một lần á hả? Dạ. Thôi, tôi không có tin đâu. Đừng xạo. Em có bầu luôn rồi anh không tin hả? Trời, em muốn ở thôi mà bất chấp vậy luôn hả? Em nói thiệt mà. Thôi, em đâu có xạo anh đâu. Ủa anh làm gì ở đây vậy? Ủa anh Lân, anh biết anh này hả? Anh Chiến ở xóm trên mà sao không biết được. Anh Chiến, cái anh Chiến này nè, tự nhiên anh tới ảnh kêu em dọn đồ đi lẹ đi, chứ em ở nhà anh là nhà anh bị phạt nặng lắm. Ủa sao kỳ vậy anh Chiến? Em nhớ ra rồi. Cái anh này nè, nói mình là khách du lịch, muốn ở homestay nhà mình. Cái gì? Nhà anh ở xóm trên mà muốn qua nhà em ở homestay. Bộ nhà anh đổ nợ bán nhà rồi hả? Ê, bậy ông nội.
mà hai đứa định cưới nhau hả? Thì đúng nè. Làm cái gì vậy mẹ? Mẹ làm cái gì mà bao vây con tôi vậy? Gia đình mấy người mới đang bao vây tôi á. Mẹ nói cho cái anh Chiến này biết là con với anh Luân đang quen nhau, ra gì là tụi con cưới nhau phải không mẹ? Hả? Hai đứa cưới nhau? Dạ. Ra gì cưới nhau? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt. Cưới hả? Cưới chứ. Phải cưới. Cưới không? Có cưới, cưới đi. Cưới mà. Nhà này cưới. Đừng có lo, đám cưới mời. Nhớ đi nha. Nhớ vậy nè. Trời ơi, mình cũng lớn rồi, đừng có mặc đồ màu sắc quá. Mình mặc tối một tí để mình đi mình gặp bạn gái mình cua, xong rồi mình lấy làm vợ đi. Chứ người ta lấy vợ hết trơn hết trọi rồi, mình ở mình vậy người ta đánh giá chết. Người ta nói là cây độc không trái mà gái độc gì vậy? Ủa, mẹ? Ảnh là con anh trai, là trai mà. Ủa gì kỳ. Thôi kệ nó đi, muốn nói gì nói, có nghĩa là không có vợ là không có con á. Thôi mệt quá. Ủa mà cưới thiệt hả? Đám cưới thiệt, là mẹ làm chứng rõ ràng. Có luôn, nhớ đi nha. Cưới luôn á. Nhớ nha, nhớ dự đám cưới. Chúc mừng ngày vui của tụi nó nghe không? Thì được rồi, thì chừng nào cưới đi rồi mời tôi qua ăn. Rồi nhớ qua đám cưới nha. Nhớ qua ăn mời đó. Kỳ cục hả, cái thằng định lập mưu hãm hại tụi này hả? Không dễ đâu nha. Hai đứa. Dạ. Cưới thiệt hả con? Trời ơi, mình phải làm đám cưới. Mình mời người ta mà mình không làm đám cưới thì coi sao được hả con? Mà mình không mời người ta đám cưới thì làm sao người ta tin mình cưới nhau? Đúng không? Hai đứa phải cưới nha. Mẹ, cái chuyện cưới hỏi mình ghé qua bên được không mẹ? Cái cần tính bây giờ là chuyện ông Hai Hổ kìa. Con Hai thấy Hổ bây giờ sao? Ông dễ sợ lắm nha. Ông nhiều chiêu trò lắm á. Con người gì đâu á, ăn mặc bên ngoài, quần áo á thì cò bay ngựa chạy, bên trong á thì hổ báo cáo trồn. Trời ơi, thấy ghê dữ vậy đó hả? Thôi, cái chuyện cáo trồn sở thú mình bỏ qua bên đi. Cái chuyện quan trọng bây giờ là hai đứa cưới nhau nè. Dạ. Mình cưới đó. Nói rồi đó, không cưới sao mời người ta? Mới mời người ta xong không cưới ta cười chết. Dạ. Từ tụi con tính. Dạ. Từ thôi, mà chừng nào đi á. Dạ. Nè. Trời ơi, nói từ từ rồi tính. Mà hai đứa đi chung một đường, chắc là nó tính rồi đó. Trời ơi, sao năm nay mình lời quá vậy ta? Cưới một thành hai. Lời thiệt sự. Trời ơi, cái vỏ. Thảo uống đi. Ê, xin lỗi. Vậy là Thảo đồng ý rồi hả? Sao tự nhiên Thảo thay đổi quan điểm nhanh quá vậy? Anh có người mẹ rất là tuyệt vời. Mà nè, phía ông Hai Hổ gì đó càng ngày càng quá đáng. Tôi thấy mình phải chuẩn bị kế hoạch hành động. Ý của Thảo là hành động sao? Là mình phải chủ động đó. Tôi thấy mình nên về sớm đi. Dù sao cũng hết tour rồi, mình nán ở lại vậy lỡ sau này làng xã làm khó dễ chị Tám thì tội nghiệp cho chị. Con thấy ở thêm bữa nữa chứ không sao đâu gì. Có gì á, mình tính tiền nhưng mà đừng có đưa tiền mặt, mình chuyển khoản sau. Ai mà làm có dễ được, thấy ba? Ba thấy vậy cũng được. Mà nếu con thấy muốn ở thì ở, mình về bây giờ thì cái tour không trọn vẹn. Tụi mấy đứa nhỏ tổ chức tour nó cũng hết lòng với mình rồi. Trời ơi, chị mới qua chơi. Tám, vui vẻ quá hen. Có chuyện gì vậy? Tụi em tính về. Vậy hả? Tại vì sợ ở lại rồi có người làm khó dễ cho Tám. Ai làm khó dễ? Thì chú Nhân phải không? Ủa, hồi sáng giải quyết chuyện này êm xuôi rồi mà ta. Thôi, mọi người đừng có lo. Chú Nhân hay ra vẻ vậy chứ không phải là người xấu đâu, cho nên mọi người yên tâm đi nha. Ủa vậy hả? Trời ơi, nếu mà chị Tám nói vậy thì mọi người cứ ở lại đây yên tâm ăn Tết nha. Ở đây còn nhiều món ngon để đãi mọi người lắm. Yên tâm rồi Tám ơi. Mọi người ở lại vài ngày nữa đi hen. Dạ, lại. Vậy chiều nay tôi bắt con gà, tôi làm gỏi cho mọi người ăn nghe. Ăn cháo nữa hả? Dạ. Không sao, món ruột của con với của ba, nhưng mà hơi ngán. Ngán hả? Không ấy tôi bắt con gà giò tôi giả cày được không? Ngon à, món này mới được, nè. Vậy nha, món mới.
Thời huy hoàng khách du lịch nườm nượp, sao giờ vắng que vậy trời. Cái hôm tây mà mình tưởng cái chùa Bà Đanh không à, ngộ thiệt, ngộ ghê. Đó, tắp. Tắp, dạ, mời tắp ngồi. Ờ, dạ. Trời ơi, Tết nhất con thấy con có lỗi với cô quá. Đáng lẽ con qua bển, con chúc Tết cô. Vậy mà để tắm, quá bộ qua đây, qua tệ xá con, rồi còn lì xì con nữa, con ngại quá trời luôn. Đáng lẽ bay con cháu, tao lì xì cho bay mới đúng. Nhưng mà bay giàu quá mà, đúng không? Ừ. Thì bay á, phải lì xì lại cho tám. Còn nếu không á, thì để cho người ta yên ổn làm ăn, không? Tám nói làm như con không để bà con cô bác ở đây yên ổn ăn Tết hay sao? Con có làm gì đâu à? Trời ơi, có làm gì đâu hả? Mặt tính bơ à. Chuyển đâu rồi? Bay suối nó làm gì thì tự bay biết đó nghe. Nói nghe nè, nếu bay không thổi vô lỗ tai của thằng Nhân, thì làm gì Nhân á, nó làm khó làm dễ trống kìa. Trời ơi Tám ơi, trời ơi, ông Nhân là ông làm việc ở ấp ở xã, chứ không phải là ông là lính con đâu mà con sai biểu ông được. Tám nói mắc cười quá. Đừng có chối nghe. Bay ghen ăn tức ở với mấy đứa nhỏ, bay đốc thằng Nhân, làm rối ben ở trong đó đó. Còn thằng Chiến nữa, nó hù tao không được, nó quay qua nó hù khách, nó đuổi khách đi kia kìa. Bay tưởng tao không biết gì hả? Tao già chứ tao chưa có lửng đâu à nghe. Thôi giờ vậy nè, sẵn còn nói tám luôn ha, bấy lâu nay á con làm ăn ha, bây giờ người ta che ngang, người ta phá đám, cướp rồi cơm phá đám là sao? Nó vậy nè, con đang ăn chén cơm ngon lành mấy năm nay, nó lại nó giật, nó đập chén cơm cái xẻng, xong rồi nó ăn xong á nó còn tay tét nữa, hỏi coi chịu nổi không. Nè, chẳng thà bay lật bài ngửa vậy mà tao chịu à, nói thẳng luôn vậy tao chịu á. Còn bây giờ tao phân tích cho biết nè, bay nói bay ăn chén cơm hả? Ừ. Xin lỗi đi, bay già quá mà. Bây ăn tới một dĩa cơm sườn là mà sườn bị chả kìa. Ừ. Quá giàu rồi con, thấy không? Coi nhường cho mấy đứa nhỏ miếng chả đi con, tội nghiệp tụi nó. Đáng lẽ ra tụi nó khởi nghiệp, tụi nó khuếch trương, tụi nó làm việc tốt, kéo khách về đây thì bây có lợi, thấy không? Thì chia ra mà làm, đấu đá với nhau làm chi? Bây lớn mà không chịu nhường nhỏ gì hết trơn. Bây giờ bỏ qua đi, để tụi nhỏ nó làm ăn. Nếu con không bỏ qua, tám làm gì con? Trời đất ơi, nói một câu tuyên bố một câu xanh rờn vậy hả? Nói nghe nè, nào giờ con nghe tới hai cái từ tẩy chay chưa con? Tám hơi bị uy tín cái xứ này à nghe. Tám chỉ cần hê lên một tiếng thôi là nguyên cái xứ này nó tẩy chay con đó con. Bây giờ trước mắt tám tuyên bố, hôm nay, bắt đầu hôm nay và giờ này tám tẩy chay con. Kêu về con. Dạ. Bà Tám uy tín lắm đó nha. Ê, con này biết rồi, cái xóm này nó coi thường tôi thì sao á, dám nói leo với tao hả? Ê, mày không chặn mày leo lên đầu tao mày ngồi luôn rồi. Tẩy chai, mắc cười quá, miệng chai tôi còn không sợ đồ tẩy chai. Nếu muốn phục hồi uy tín cho tôi á thì mình cần phải khôi phục lại bản tin đó. Mà bây giờ á, nếu muốn thuyết phục được thì phải dốc toàn lực, khách của mình, chủ nhà, tất cả mọi người phản bác lại. Tụi mình phải chứng minh cho người ta thấy là chúng ta không giống như những bản tin đó đưa ra. Thì mày nói cũng đúng đi, nhưng mà bây giờ thông tin nó nhiễu loạn lắm mày ơi, với lại làm như vậy làm phiền người khác lắm. Tết nhất mà đừng có kiếm chuyện gây gổ với người ta nữa. Mày phiền sao á? Không gây gổ là không gây gổ sao hả? Tao nói mày nghe nè, tới lúc này rồi còn muốn nhịn nữa hả? Nếu mày không lên tiếng thì sẽ mất cơ hội đó. Muốn kinh doanh thì phải dám làm, làm tới chứ không có bàn lui. Vậy mình có cách nào mà kết hợp để dung hòa hai ý không ta? Để mai thử coi. Mà định làm gì? Dạ alo. Chị chào em, chị là Mai bên chương trình ăn Tết miệt vườn nè. Dạ chị. Em ăn Tết có vui không? Chị có việc muốn nhờ em. Dạ cũng được chị. Mấy nay đọc tin qua lại em cũng thắc mắc, không biết thực hư mà sợ khó quá à. Tin gỡ rồi khó đưa lại lắm chị. Ừ. Không, ý chị là chị không có nói là em đưa tin lại giùm chị.
Mà chị muốn mời em xuống ăn Tết với bà con để quan sát. Rồi ngày cuối á, thì mình chỉ có việc ăn uống và đi chơi thôi. Dạ vậy hả? Vậy để em sắp xếp công việc rồi em xuống. Cảm ơn chị. Ờ, chị cảm ơn nha. Dạ. Sao em? Cô nói là để cô xuống thử, nhưng mà cô không hứa là sẽ đưa tin đâu. Được, chỉ cần bên đó họ chịu xuống thôi, chứ không cần đưa tin gì hết á. Chỉ cần xuống một chuyến là được. À, con chào bác Tám. Má. À, con. Má. Dạ, ngồi chơi bác. Để con, để con. Má. Má đi đâu qua đây? À, má đi xuất hành. Luôn tiện má đi dạo má ngắm trời ngắm đất vậy. Ngắm xong hả? Tạt qua nhà ông Hai Hổ xà chổng một trận luôn á. Trời đất ơi. Cái con này ai mượn mày khai? Chết rồi con quên. Ủa má, má nói gì với ổng vậy má? Tết nhất mà con, má không có nói gì nặng hết trơn, má chỉ nói sương sương thôi. Má nói để cho tụi nhỏ nó làm ăn đi. Còn nếu không á, qua Tết má tính sổ. Nó tưởng nó Hai Hổ nó ngon à, Hai Hổ tao cũng bẻ cổ luôn. Má, má thiệt là tuyệt vời. Má, con có mời cô làm YouTube xuống đây chơi á. Có gì má nói giùm con một tiếng nha má. Rồi chừng nào con? Liền bây giờ đi. Khách đang ở nhà mình nè, vui vẻ nè. Quay lại là hấp dẫn lắm đó con. Dạ tụi con cảm ơn bác Tám nhiều nha. Trời, chỉ cần họ xuống thôi, để họ chứng kiến cái cảnh mà mình làm ăn đàng hoàng, chứ cũng không có gì to tát hết đó bác Tám. Được rồi, để đó bác nói cho. Dạ. Ủa, chị Mừng, chị Mừng. Ừ? Chị làm gì trang điểm đẹp vậy? Để lên hình á. Ủa, lên hình chi? Với lại mình đang bị lậm sậm mà, còn ai quay phim gì nữa? Chị không biết nữa. Nhiệm vụ của chị là đẹp thì mình cứ đẹp trước đi để lên hình. Đi vô kêu mấy đứa thay đồ với trang điểm đẹp đẹp lên rồi ra đi với chị. Trời, tưởng gì, ba cái vụ này em lẹ lắm. Đợi em xíu nha. Tụi nhỏ nó cứ sợ Tết mà nó qua nó lại nó kỳ. Đó, là kiêng cữ trong mấy ngày Tết đó không? Cho nên tụi nó không dám nhờ. Nhưng mà tôi quyết định rồi. Chuyến này mình phải ra tay thôi. Không thể nào ngồi yên trước cái sự bất bình như vậy. Thấy không? Mình già già chứ mình cũng có Facebook chứ bộ. Kỳ á, là khi gây gỗ với nhau kìa. Còn cái này mình bị vu oan thì mình nói mình bị oan thôi. Phải phản bác lại, rồi mình nói lên chính kiến của mình thôi. Chính xác. Đúng vậy. Gì vậy? Ba nói rất đúng. Vậy vậy bây giờ mình phải làm sao? Em làm được cái gì em phụ cho? Dễ ợt à. Cô bác lên Facebook đăng bài, rồi mình tác trang ăn Tết miệt vườn vô, rồi mình nói cho thiên hạ biết là việc ăn, ngủ, nghỉ và phục vụ khách hàng tốt như thế nào cho người ta biết thôi. Còn ai mà chưa có Facebook á thì nói với con, để con tạo cho. Trời, đơn giản vậy thôi hả? Dạ. Công nhận mấy đứa nhỏ giỡn giỏi ha. Dạ. Vậy cũng được, vừa đăng trang của mình, vừa đưa lên cái trang mà ăn Tết miệt vườn, vậy là càng hấp dẫn. Đúng rồi. Nhưng mà tự nhiên hơi lo. Sao vậy? Nói thiệt với chị là cái trang Facebook đó giờ á, đăng hình em với lại đồ ăn không à, sao không có ai tương tác. Em yên tâm đi, Facebook của chị nhiều lượt theo dõi lắm. Vậy hả chị? Chắc chắn fan của chị sẽ ủng hộ em. Trời ơi, chị đừng có gạt em nghe. Chứ trước giờ em đăng hình á có 5 like à. Dì biết ai like không? Ba em, hai đứa nhỏ, chồng em, với em nữa là đủ 5 like. Cô hả? Cái bài này á mà mình đăng minh họa bằng hình của cô là đẹp xuất sắc luôn. Thiệt hả con? Thiệt, lựa tấm đẹp nhất nha. Nè nè, chị nhớ hôm bữa em có chụp hình em cầm đồng bánh tét á. Có. Đăng cái hình đó lên, bảo đảm 1,000,000 like. Thiệt hả chị? Thiệt. Like cho em đúng không? Không, like cái đồng bánh tét. Ê nhìn kìa, đẹp quá ha. Ôi đẹp ghê lắm. Bỏ nó đi. Ê ê, nhìn kìa. Hello mấy cưng. Ủa gì vậy? Chị thấy là ba đứa rộn ràng, vui vẻ, dung dăng dung vẻ quá trời mà. Tự nhiên cái gặp chế, cái tắt đài hết vậy? Tại chị á, ai biểu chị theo phe bên đó hại mấy anh chị bên này. Chế đâu có hại ai đâu cưng. Chế thấy khách chơi đá thì chế nói là khách chơi đá. Chị thấy ai chơi đá mà chị nói vậy? Chưa biết hết sự thật mà đã hại người. Huống gì chị còn đặt điều cho người khác nữa. Chị đẹp mà chị kỳ quá à. Bên mấy ông đó là người xấu. Tôi chuyển qua bên này chơi đi, tốt hơn. Thôi đi, đã chọn làm người xấu rồi thì đừng có chơi với người tốt nữa. Được rồi, mình đi nhanh đi, mấy anh chị còn phải lên hình nữa.
đi. Đi nhanh lên, kệ nó đi. Vậy người xấu đứng đây nha, người tốt đi. Đợi tao. Lên hình. Không lẽ có người xuống phỏng vấn hả? Anh, gì? Không lẽ giờ mình chặn, không cho ai qua hết trơn hả? Ai bà con trong xóm mình á, quen mặt thì cứ cho người ta qua, còn lạ mặt là quay đầu, nhớ chưa? Nhớ rồi. Có xe hay sao á? Có chuyện nữa rồi. Cái gì? Em bị chặn lại rồi hả? Em bị tụi nó chặn đường rồi, không có vô được. Vậy bây giờ em đang ở đâu? Em đang đứng ở cầu Vĩnh Thuận, đầu xóm á chị. Được rồi, em đứng yên ở đó đi, rồi chị sẽ ra đón em liền nha. Dạ. Sao vậy? Bị chặn rồi hả? Ừ. Thôi chết rồi. Sắp tới giờ chơi rồi, mọi người sắp tới đây rồi. Không có cổ thì lấy ai ghi hình đây? Nhưng mà ai báo lẹ dữ vậy? Đúng là làm trời làm đất dữ thần ha. Bây giờ làm sao để tìm cách đưa cổ vô? Mình nhiều đường vô lắm mà. Nhưng mà cái đường của cổ bị chặn, cái đó là con đường duy nhất vô đây thôi. Vậy mới ác chứ. Bây giờ nhờ bị chặn cho nên là cổ càng muốn vô coi coi nhóm mấy ổng muốn bưng bít chuyện gì. Giờ sao ta? À, hay là mình bọc đường sông mình vô đi. Ừ. Để Điền đánh lạc hướng ổng, mai dùng xuồng đưa cổ vô đây nha. Ừ. Còn mình ở đây chờ đón tiếp mọi người, coi như là chưa có chuyện gì xảy ra hay chưa. Rồi. Vậy đi. Đi mai. Mình đi. Nhanh. Đi mà. Tôi năn nỉ anh đó. Đi đi. Trời ơi, không có được đâu. Đi mà. Trời ơi, Thảo ơi Thảo. Thảo nhìn lại thân thể của Thảo đi. Làm sao mà đi chơi được? Thân thể có sao đâu. Không có được đâu. Nãy hứa với tôi cũng vậy nữa. Nãy hứa sao? Ra ngoài đó chỉ để quay phim thôi. Nghĩ sao cũng lén lút đi tìm trò chơi để chơi nữa. Không có được là không có được. Thì tôi hứa lần này tôi không có chơi. Tôi ra tôi coi mọi người chơi thôi. Thôi không có tin nữa, không có tin lời hứa nữa. Đi mà, năn nỉ đó. Tôi hứa tôi sẽ chơi những cái trò nhẹ nhàng, không có vận động mạnh. Anh đừng có lo, đi mà. Sao không lo được, lỡ như có chuyện gì rồi sao? Chứ tôi đi chơi đi. Chứ tôi ở nhà tôi chán lắm. Tôi u uất luôn á. Tôi nói gì thiệt à. Gì mà hai đứa cãi nhau vậy? Tết nhất mà. Mẹ hỏi cổ đi kìa. Gì con? Anh không có cho con đi chơi. Sao con không cho em nó đi chơi? Mẹ coi cổ kìa. Cổ đòi đi chơi hoài nguy hiểm muốn chết. Ủa vậy hả? Không có chơi mấy trò đó nguy hiểm lắm con. Đừng có chơi nữa. Nhưng mà con chỉ chơi những trò nhẹ nhàng thôi mà. Em nó nói chơi được mấy cái trò nhẹ nhàng thôi con cũng khó khăn nè. Nhưng mà nhẹ nhàng cũng rất là nguy hiểm mẹ ơi. Nhẹ nhàng nhưng mà nguy hiểm có thể không chơi được đó con. Đâu có gì nguy hiểm đâu cô. Con chơi đánh banh thôi mà. Em nó chơi đánh banh, phụ nữ chơi đánh banh là bình thường mà con. Trời mẹ ơi, đánh banh là cái banh trúng vô đầu chấn thương sọ não thì sao mẹ? Cái này ảnh hưởng tới nhan sắc nha con, không có chơi được đâu. Con ngồi cắm bông thôi, được không cô? Ừ, cũng được mà con. Con gái cắm bông cũng đúng mà, sao con không cho em nó chơi? Cắm bông lỡ tay là bể bình bông đứt tay chảy máu rồi sao? Ừ đúng rồi ha. Cô dâu chú rể làm bể bình bông đó. Gì vậy mẹ? Làm bể bình bông là hai đứa phải đền đó con. Xuân đến rồi bạn ơi. Xuân ghé vào trái tim cho nỗi buồn còn lại. Cùng mùa đông tan biến trời xa. Xuân ghé vào bình nhà. Xuân rào khắp phố nhà, xuân nhà chúng ta. Đường ta đi có nhiều gian khó, ta vẫn bước qua. Vì tim ta thắp sáng bình minh, xuân nhà chúng ta. Mùa xuân sang thắp đầy mơ ước, ta chung với nhau. Mùa xuân sang lòng ta muốn bình an. Một năm qua với bao sầu lo, hãy bên nhau vượt qua gian khó. Xuân đến nước uống ấm no, phố phường lấp lánh sắc hoa dịu dàng.